Để bắt đầu review một thứ thì không quá khó Nhưng để làm tốt nó thì không phải ai cũng làm được Đặc biệt là review về đồ công nghệ Trong số podcast The Creator X Youtube của tuần này Chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với Vinh Dô Người đàn ông quyền lực đứng sau vật vờ studio Kênh Youtube chuyên review về đồ công nghệ sở hữu 2,31 triệu subscribers Với hơn 6.000 video cùng 1 tỷ lượt xem những phút sắp tới của chương trình Hãy cùng mình tìm hiểu xem công thức thành công của anh Vinh Sô là gì Hãy là chính mình gần gũi với người xem và hãy nên tập trung vào những cái gì mình giỏi nhất, mình mạnh nhất. Vì sao khi đã và đang thành công tại Vật Vờ Studio, anh lại quyết định lui về phía sau? Là anh muốn tách cá nhân mình riêng ra để anh có thể làm cợt nhã làm nào cũng được. Lý do anh muốn khắc những thành quả mình tạo ra lên bia mộ là gì? Sau này tao ừ. trên cái bia mộ của tao không phải khắc mỗi tên nào đâu, sẽ khắc tất cả những kênh YouTube mà tao đã từng làm. <laughs> Con cháu của tao sẽ vào đi xem. Cha ngày xưa làm kênh YouTube review được công nghệ hay quá ta. Và không để các bạn chờ lâu nữa, cùng bắt đầu ngay thôi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với The Creator Và cảm ơn anh Vinh rất nhiều vì đã nhận lời tham dự The Creator X Youtube ngày hôm nay uh, Cảm ơn anh một lần nữa bởi vì uh, cái lời mời của em nó đến cũng hơi gấp Và anh say yes và phát là anh có mặt luôn Anh được cái là ham vui Nên <laughs> <laughs> mà chỗ nào vui thì anh sẽ có mặt Nhưng mà nghe giọng của Linh đó, làm anh lại nhớ về cái lúc mà Vì anh xem phim từ ngày xưa rất là lâu xong rồi anh thậm chí bắt tiếc vào giọng Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phê phim Và hôm nay chúng ta sẽ có <laughs> ngày, ngày xưa anh đã làm một số video review Anh còn làm thế Và anh review cái app Netflix Xong anh làm đúng kiểu giọng như thế luôn <cười>, Cười thật Ok, để cả em và cả khán giả có thể hiểu anh Vinh Hơn một chút trước khi chúng ta bắt đầu với những cái nội dung Nó hơi sâu sắc hơn một tí Thì em có một số câu hỏi rất là đơn giản thôi Rồi. câu hỏi đầu tiên <laughs> Cái này em nghĩ là chắc chắn anh có rồi à. uh, Món đồ chơi công nghệ phí tiền nhất mà anh từng bỏ tiền ra mua là gì? Ừ, thì uh, vừa mới Tết năm vừa rồi <laughs> sớm, Anh mua sớm một chiếc uh, Leica Sofop 2 Là cái gì? anh Là một chiếc máy ảnh của Leica Nhưng mà nó là chiếc máy ảnh Leica duy nhất có khả năng mua được Vì nó chỉ có 13 triệu okay. Còn với cái Leica khác toàn cả tiền trăm thì chịu Nó là dạng máy ảnh chụp in luôn Nó nghĩa là ngày càng trong những năm gần đây ấy, anh lại thích về chơi những cái đồ cũ ngày xưa chứ nó cái cảm giác là nó cổ một tí nhưng mà cái máy đấy uh, siêu à, <laughs> uh, tức nghĩa là nó là một cái dạng mà em cũng biết là các thương hiệu lớn bây giờ là họ sẽ là dùng cái linh kiện và sản phẩm của một thương hiệu khác rẻ hơn sau đó họ chỉ cần đóng logo mark và thay đổi thiết kế thì bản chất là nó sẽ là một cái sản phẩm của một cái thương hiệu nó bán trên thị trường chỉ tầm khoảng năm sáu triệu thôi nhưng mà với lấy cả nó sẽ lên 13 ba triệu thế là vì anh cũng tin vào thương hiệu đấy quá mà anh chưa từng có bao giờ và thấy nó đẹp anh mua mua xong anh phải bán lại với giá 6 triệu ừ. ôi khoản đầu tư lỗ một nửa à, mà anh mới chỉ chụp hết một cái một cái hộp in phim tầm khoảng 30 tấm thôi đấy thế là phải bán mất 6 triệu đáng lòng đấy là sự hối hận nhất của anh khi mua một sản phẩm công nghệ vì vậy nên anh càng nhận thấy là các bài review quan trọng như thế nào thật sự luôn hồi đó là mình cũng kiểu không xem review không gì cả vì quá tin tưởng mà đấy xem ra là mình chọn đúng nghề rồi <laughs> vậy thì thời điểm anh bắt đầu làm youtube tức là 15 năm trước xa phết anh ạ Xa anh Tôi... hồi đấy anh khó khăn lắm thì lúc đấy anh bắt đầu là anh có ô in không hay anh cũng bắt đầu song song với việc đang làm một công việc khác à, lúc đó thì anh chỉ đi làm thêm thôi thực ra ban đầu là anh là một content writer thôi anh chỉ cứ đi viết bài những cái này à, anh hồi đấy anh sợ làm video lắm tại sao giọng mình thì nhà quê địa phương nói chung mình chẳng có thế mạnh gì anh nhớ là lần đầu tiên lúc đó là anh đi thử bên một cửa hàng đại lý để làm điện thoại anh xem một cái video của một kênh youtube khác làm một con điện thoại đấy anh còn nhớ phải cầm một cái điều khiển cho anh hình dung những cái anh cầm cái điện thoại đấy sao anh nói lại làm sao giờ trơn tru đến đấy anh nói phêu hết <cười> <cười> mọi thứ trong tưởng tượng đến khi mà run quá chả nói được cái gì cả đấy anh vẫn nhớ cái lần đầu tiên anh nhớ chính xác đấy là cái điện thoại nào luôn đây là con uh, Xperia Ion hồi đấy là một con điện thoại sách tay đấy thì trường uh, Nhật uh, Việt Nam mình hình như không bán con đấy chính hãng Con đấy Nói chung là anh nhớ rất kỹ về những cái lần đầu tiên của mình Anh nhớ cả video lần đầu tiên mà anh trở nên thành công nữa cơ Đấy là video gì? Lumia đấy là một con Lumia uh, Một con Lumia 1020 thì phải Sau một quãng thời gian làm nói chung anh stress đó Đến cái mức là em phải hiểu Anh làm nội dung nhá Anh quay cái góc quay Tại vì hồi đầu là quay làm gì có thấy mặt ai đâu Mọi người chỉ quay tay thôi mà Thế sao mà là anh thậm chí đến mức này này Anh sẽ là người thao tác tay toàn bộ Anh viết nội dung ra và một người khác sẽ thu voice để anh làm Thế vì mình, mình lên kiểu người ta chửi thằng này giọng ở quê, giọng địa phương nghe chan vai Thế mình sờ tweet quá rồi. Thế là hôm đó tầm khoảng 6 rưỡi tối, ở lại rất là muộn, còn mỗi anh và một anh editor. Thế là còn không ngồi lên bàn, hai anh em ngồi dưới đất này này. Xong rồi anh cầm cái điện thoại lên, anh nói vui linh tinh. Thế anh đấy anh bấm quay, quay thế up lên tự nhiên mọi người thích cái kiểu đấy quá. À. Thế sau từ đấy là anh làm kiểu cái kiểu cợt nhả lên. Anh không cố gắng bắt trước để trở nên làm chuyên nghiệp giống như những cái kênh đi trước. Tại vì hồi đó là Youtube mọi người làm lên Việt Nam thì làm gì đã có ai xem Youtube là một cái chính thống đâu. Hồi đấy là có các kênh lớn Có thể nói là các đại lý, các cửa hàng thôi Thì mình cũng cố bắt trước làm giống người ta mà Xong tự nhiên cần nhà cái Thế mọi người thích thì từ đây anh quyết định cần nhà luôn <laughs> Thế là nó đến Đến từ cái sự chân thật Authentic đúng của anh ừ. Cái đấy em thấy rất là quan trọng đấy Bởi vì hồi đầu em làm em thu âm video ở trên YouTube và phim, phim em cũng bị rất nhiều khán giả nói bảo là giọng ông này kiểu bị đớt thế lưỡi ngắn à <laughs> sau rồi kiểu có mấy comment kiểu ông này bị khuyết tật ở kiểu từ đầu này soi lưỡi này khuyết tật cả trong não nữa siêu nhiều cái à, đấy không nhận nhưng mà về sau thì em cũng mới nhận ra là ok với một số nhóm nhất định thì những cái mà mình khác họ thì họ sẽ coi đấy là nhược điểm nhưng mà khi mà mình nhận ra được cái khác của mình nó có thể được sử dụng làm thế mạnh thì nó mới là em nghĩ là mới con đường đúng để cho mình phát triển đấy thì em muốn hỏi là cái video mà anh quay cực nhả, sau đấy là nó thành công luôn. Thì đấy có phải khoảnh khắc mà anh tập trung là ok, tôi sẽ trở thành Vinh Xô không? Có phải cá tính Vinh Xô đến từ đấy không? Hay là nó phải mất thêm một khoảng thời gian nữa? Thì anh nghĩ anh là hình thành. nó sẽ là một cái chớm nở ban đầu. Nói chung là thời đó đúng thực sự là bây giờ anh nghĩ lại nhiều khi, nhá, bản thân anh này này, Có những giai đoạn anh còn phải xem lại video cũ của anh. Thì anh cũng nhìn lại là tại sao ngày xưa mình có thể làm video một cách đầy năng lượng như vậy mà bây giờ mình không còn thế thì anh nghĩ uh, đó chính là mình mất đi cái cảm hứng và cũng rơi, anh sẽ dần dần rơi trạng thái thứ hai là khi bắt đầu là nó biến thành một công việc nó không phải là sở thích nữa thì bắt đầu là mình bị những cái deadline những cái công việc nó dồn dập đến với mình bắt đầu là mình cảm giác là mình quá mệt thật sự mệt mỏi ví dụ như cái tháng 8 này này hay tháng 9 sắp tới anh bảo với các bạn anh không muốn nhận thêm việc nữa Em muốn dành một quãng thời gian là chỉ làm đến uh, nửa đầu tháng 8 còn nửa còn lại là anh sẽ quyết định muốn làm những gì anh muốn anh vui thôi cái thời điểm đó bắt đầu anh nghĩ ra hàng loạt những cái concept những cái kiểu quay video nó không giống ai cả ví dụ như là một cái video anh nhớ là anh mở hộp ipad bình thường là một hộp người ta sẽ mở ra lần lượt lấy những thứ bên trong đúng không nhưng anh lại làm ngược lại anh cầm những thứ bên trong xong anh ném vào trong cái hộp ipad đó <laughs> đấy, anh lấy hết đồ ra xong anh ném ngược lại để đóng cái hộp lại hay cái thứ hai là anh nhớ hồi đánh anh review một chiếc điện thoại của lg thì cứ nói đến tính năng nào anh sẽ diễn một cái cảnh anh minh họa tính năng đấy làm sao mọi người dễ hiểu nhất từ đó nó tạo thành một cái kiểu rất riêng của anh và mọi người rất là thích cái kiểu làm đó mà à, nhiều khi đúng thật sự anh phải ngồi xem lại là Mẹ. Trong ngày xưa mình làm dở hơi. Lúc nãy anh, anh có vừa chia sẻ là có những cái giai đoạn mà mình quay xong mình cảm thấy bị gần như là năng lượng nó bị trùng xuống hay xong mình mệt và mình cảm thấy là mình cần phải take a break ừ. một khoảng thời gian. Bởi vì cái đấy là cái mà em cũng trải qua ấy và rất nhiều content creator nói chung cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn burnout. Vậy thì anh sẽ thường làm gì trong những cái giai đoạn nghỉ đấy để lấy lại cảm hứng, lấy lại năng lượng? À có một cái rất hay là anh quyết định anh đi xem những cái sản phẩm của người khác mà người ta đang làm lúc người ta đang vui em hình dung lại là thứ nhất là anh sẽ xem lại video cũ của anh đúng không sau đó ví dụ như là ngày hôm qua anh đã dành thời gian anh xem video của một bạn này và anh kéo về video bạn ấy từ năm 2022 để anh xem vì anh vô tình anh xem được video của bạn ấy và bạn ấy làm cho anh cảm thấy rất là hài và anh rất có cảm hứng anh nhắn đến một cái bạn khác trong tim anh bảo là tao với mày sẽ phải làm một cái kênh như thế này thật ạ à? và khi đó anh sẽ xem những cái bộ phim anh sẽ chọn những cái phim rất là cũ phim từ ngày xưa nhé ví dụ như em biết cái phim Naked Gun em biết em biết Ôi, à, em rất thích ông đấy à, anh thấy, em thích cái, <laughs> cái phim Airplane của ông ấy Ờ à, Airplane đấy. À, cái cảnh mà trên mà trên tàu máy bay mà tát và thì nó cười nói chung là ngay khi mà anh rất stress anh rất là mệt mà kiểu không còn cái kiểu có tí sáng tạo nào bắt đầu anh anh là một người sẽ sắp xếp mọi thứ của anh khá là ngăn nắp thế nên mà anh sẽ có những cái list anh lưu nào là những cái bộ phim anh yêu thích này rồi thậm chí những cái video mà làm ý tưởng được này thì từ Facebook, TikTok, YouTube bất kỳ một cái nào anh nhìn thấy nền tảng nào anh sẽ đều có những cái playlist anh sẽ lưu riêng theo những mục đích xem để giải trí này xem để mà có ý tưởng làm video này vân vân anh đều có hết thì khi mà anh bế tắc anh sẽ lôi hết tất cả những cái đấy ra để anh xem đấy thì anh sẽ toàn chọn những cái mà sẽ tạo cho mình cảm ứng sự vui vẻ đấy. còn anh thấy giới trẻ bây giờ thích đi đâu nhỉ à, đi healing <laughs> Anh luôn khuyên các bạn là nhân viên của anh là các bạn nên tạo cho mình cái thói quen như vậy, đừng sử dụng mạng xã hội một cách vô tri. Bất kỳ cái gì các em cảm thấy vui, cảm thấy ấn tượng thì hãy lưu lại, vì một lúc nào đó các em sẽ cần. Nhưng anh thấy các bạn phần lớn là chưa thói quen nó cứ dùng mạng xã hội một cách vô tri lắm, cứ share lên Facebook hoặc share cho bạn bè, tới lúc đấy tìm lại cái gì. Ờ, Tất cái mà anh vừa nói trong cái khoảng thời gian mà gần như là để anh tìm lại năng lượng, tìm lại cảm hứng là cái này em lấy một hình ảnh so sánh nhá nó từ từ trải nghiệm của em không biết từ phía của anh như nào tức là khi mà mình làm nhiều quá mình quấn với cái guồng đấy thì như kiểu mình đang có rất nhiều output ấy ừ. nhưng mà như kiểu một cái kho ở trong đầu của mình thôi mình đẩy ra nhiều quá ừ. thì mình lại bị cạn thì chính xác giai đoạn đấy là giai đoạn mình phải input ừ. phải nạp vào nhiều hơn anh đánh giá cái thói quen đấy của mình tức là cái thói quen sử dụng mạng xã hội thói quen tiêu thụ nội dung số một cách có chủ đích nó đóng bao nhiêu phần trăm trong cái sự thành công mà anh có được trong mảng sản phẩm nội dung ngày hôm nay anh nghĩ là ngày xưa thì nó không nhiều ngày xưa tại vì mọi thứ nó đến từ bản thân anh là anh như nào anh như thế nhưng mà giai đoạn này thì anh nghĩ nó sẽ khá là quan trọng tại vì sao anh nhận ra này này thứ nhất uh, cái đam mê của mình nó sẽ bị thui giảm theo thời gian uh, cụ thể là đam mê về cái lĩnh vực thôi tức nghĩa là ví dụ như anh làm về công nghệ thì nó đến cái tốc độ nó bị phát triển chậm nó bị bão hòa rồi cái thời điểm anh làm thì nó rất là hot tại vì sao những năm ngày xưa để mua một cái điện thoại rất là khó nha em phải mua là điện thoại sách tay Hàn, điện thoại sách tay Nhật, điện thoại này chính hãng rồi điện thoại phải ăn lốc thì mới dùng được rom, điện thoại cài rom gì ngon rồi điện thoại là làm sao để lắp được sim, nói chung nó phức tạp. Thế nên mà hồi đó anh như là một người là sẽ training user từ những cái cơ bản nhất. Em có xem rất nhiều video của anh đấy. ờ thậm chí anh còn làm hẳn video này hướng dẫn bật tắt wi-fi nha. <laughs> Trên con Nexus là cái con tablet đầu tiên của Google người ta còn không biết cách bật tắt wi-fi 4G của gì, thì ngày xưa anh phải làm những video đó. Bởi vậy nên mà ý tưởng ngày xưa là vô vàn. À, anh ngày xưa một tháng anh làm 60 video liên tục như thế Tự lên content rồi tự làm review liên tục như vậy Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì khi nó trải qua giai đoạn là người dùng đã được giáo dục rồi Bây giờ người ta xem vì có thể sự tò mò thì cũng ngày càng giảm đi bởi vì sao Điện thoại anh nói thật nha, tháng trung bình phải ra 6 thiết bị mới Mà người ta bây giờ nó dễ mua quá và Tiếp theo nữa là các hãng lớn, em thấy ngày xưa có Sony, có LG, HTC, Samsung, Apple các thứ đúng không? Bây giờ ba ông hẹo rồi, Sony, LG, HTC hẹo luôn rồi. Mà các hãng Trung Quốc thì lại chỉ nhằm mục đích kiếm tiền nên họ sẽ làm một cái máy dập đi dập lại dùng thậm chí là các hãng dùng chung khuôn với nhau luôn. Nó mất đi cái sự cạnh tranh, mất đi cái sự khác biệt. Em cầm một điện thoại lên bây giờ em thấy giống y chang nhau đúng không? Thế nên mà ngay cả người xem cũng đã ngày càng trở nên quá nhàm chán các sản phẩm công nghệ và anh cũng đã quá là ngán ngẩm với nó rồi. Thế nên mà đến khi đó anh sẽ bị mất dần đi các cái ý tưởng để làm sao mà làm cho video mình trở nên thú vị và người dùng cũng dường như cảm thấy là họ không cần những cái điều đấy nữa rồi thế thì dẫn đến câu chuyện lại là anh phải đi tiếp thu thêm những cái khác ở bên ngoài vào để mà làm sao cải thiện cái cách chia sẻ video của mình và anh có một cái điểm trừ đó là tại vì là ngày xưa anh làm một phần nữa là mình theo được trend rất là nhanh nguyên nhân là ngày xưa mình chỉ sử dụng facebook và youtube bây giờ có thêm tiktok nữa mà anh đã không sử dụng tiktok thế là rất nhiều mọi người văn phòng khi nói những cái trend anh chịu anh chẳng biết luôn anh không hề biết là mọi người đang có những cái trend, những cái câu dốc đùa trên mạng, anh chạy hiểu gì cả Thế anh khá giống em, em cũng như thế, em cũng hoàn toàn sống ngoài luồng trend đang Đó. xảy ra Thì anh bị rơi vào trạng thái như vậy, thế là anh kiểu không biết là mọi người đang quan tâm về cái gì Thế nhưng anh cũng chỉ biết rằng là thế mạnh của mình vẫn là làm về nội dung sự hiểu biết về kiến thức của mình Thì bắt đầu anh nghĩ là mình cũng nên bắt đầu chuyển sang những cái hướng phù hợp Nội như là bên VV thì bọn anh có những cái series riêng về postcard để chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức về công nghệ rồi hiện tại là anh cũng đang focus vào cái việc là để cho training nội bộ nhân viên Truyền hết những cái kiến thức mọi thứ anh có Và mong muốn của anh thì anh cũng là sẽ làm một chuỗi series Hiện tại là những cái buổi training bọn anh có quay lại Sau rồi anh muốn đưa lên Youtube Để cho mà mọi người có thể xem, mọi người muốn làm review hay gì ấy Nói chung là anh nghĩ rằng là đến thời điểm mình cũng nên chuyển dịch sao cho phù hợp Có thể rằng biết đâu đang mục tiêu tiếp theo anh có thể làm streamer để anh chơi game bởi vì anh cũng đã chán ngành công nghệ Thì cái streamer chơi game Thì nó vẫn giữ cái thế mạnh của anh Là khả năng nói chuyện, giao tiếp với mọi người Và sẽ không bị mất cái đấy đi Anh còn nhớ cái thời kỳ anh bắt đầu làm Youtube Khoảng 15 năm trước ừ. Thì anh nghĩ là Cái thói quen của người dùng Youtube Thời điểm đó với cả bây giờ nó đã thay đổi như thế nào? Anh thấy nó thay đổi rất là nhiều Ngày xưa mặc định là chúng ta chỉ có thể xem Youtube thôi Còn bây giờ chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn Mở lên là Facebook này Thì chúng ta cũng có xem được này chúng ta mở lên Instagram, mọi người cũng có reel trên Insta, chung với lại Facebook này, chúng ta có TikTok này, mọi người có quá nhiều thứ để xem. Thật sự là ngày xưa mặc định mọi người sẽ để ý nhá, cái thời mà 2vl ấy rất là nổi đúng không ạ? Và tất cả những cái video trên 2vl đều chỉ có nhúng em vào cái link của YouTube vào thôi. Chứ còn bây giờ mọi người thấy là không có những cái trang chia sẻ video như thế nữa tồn tại. Bởi vì sao? Chúng ta mặc định một theo một cái cách là cứ mở máy lên ừ, mở tiktok lướt cái mở facebook lướt lướt cái xem có không mở insta lướt lướt cái có không nên mà mọi người bây giờ không còn thói quen là cái gì hot nhất cái gì mới nhất ngày xưa là cứ mặc định à hôm nay ra mv mới hôm nay ra cái con game này mới kiểu gì sẽ lên youtube tìm thì bây giờ lại không còn cái thói quen như thế nữa rồi Tôi nghĩ là cái này cũng do một phần là bởi vì bây giờ có cái lượng cung video nó quá nhiều và ừ, nó quá đồ sộ ấy rồi. nhiều quá còn hồi trước thì ví dụ em có nhớ là các cái video của anh này hoặc là của các anh JV Evermind toàn ừ. chia ra là kiểu nó có cái tần suất rất là rõ ràng như kiểu một tuần hoặc là hai tuần một chính cái chính xác, chính xác. mình cũng ừ. có cái sự hứng thú để kiểu ok tôi xem cái video này và tôi biết là tôi phải chờ bao lâu để có cái khác ừ, còn bây ừ. giờ là nó cứ ồ ạt nó đập vào mình ừ. nó cuốn đi chưa xem người này xong thì đã thấy người khác lên video thương tinh nó dồn dập lắm và anh nghĩ rằng là cái gì cũng có hai mặt mà tức nghĩa ngày xưa để làm được content creator làm video thương tinh nó quá khó tại vì thiết bị mọi thứ nó phức tạp khó khăn đúng không ạ ngay cả phần mềm edit video ngày xưa cũng vật vã là dùng từ của uh, anh ngày xưa dùng cái thằng Sony nó có cái Sony, Sony Vegas Pro. Vegas. Em cũng bắt đầu ở đầu đấy, đấy 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 <laughs> kiểu mấy cái app đó. Rồi anh còn tìm cả Progo Show rồi các thứ linh tinh đủ trò. Nhưng mà bây giờ em thấy không? Các cắt cắt thành thành công cụ edit quá dễ. Thậm chí nhá, bây giờ em làm video dễ hơn nữa là gì? Nó có những template. Chỉ cần quăng ảnh với video vào giật 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 nhạc tưng 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 cái thế là có cái video luôn. <laughs> Đúng không? <laughs> hiện chữ liên tục. Đấy, thế nên mà anh thấy là mọi người bây giờ làm video mọi thứ nó dễ quá, thiết bị mọi người cũng hiện đại hơn. Ngày xưa cái điện thoại nó chụp được cái ảnh là cũng đã đau đầu rồi, chứ đừng nói là quay. Đó. Nên mà bây giờ chúng ta có quá nhiều thứ để tiêu thụ và mọi người thay đổi hết thói quen. Vậy thì cảm nhận của anh về cái tình hình đấy là gì? Anh nghĩ nó là một cái nó đang di chuyển theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Ừ, theo anh rằng là nó đang trong một cái giai đoạn tích cực đối với lại cái việc là chúng ta có nhiều sự lựa chọn, đúng không? Nhưng ngày xưa chúng ta ít sự lựa chọn hơn thì gần như mặc định người ta xem YouTube hoặc xem TV <laughs> ngày xưa lắp nhà lắp cáp thì xem HBO với Star Movie nhưng mà bây giờ chúng ta lại có quá nhiều lựa chọn đúng không ạ mình xem từ Netflix xem YouTube cũng có chúng ta xem đủ các thứ thì nó sẽ là tích cực ở cái chỗ đó nhưng mà cái tiêu cực ở đây là anh thấy là Chúng ta đang tiếp nhận và không có một cái bộ lọc là cái nội dung nào tốt và nội dung nào không tốt Quá nhiều nội dung nhám nó xuất hiện đồng thời lẫn lộn ở trong đó Và uh, cái việc mà những cái thông tin sai lệch nó xuất hiện nhiều này uh, Kể cả những cái việc như là những cái thông tin không tích cực một tí nào anh thấy kiểu Cái gì? Xã hội đen lên đi livestream xong rồi dạy người ta nói đạo lý xong rồi Nói chung là anh thấy nó đang cái, cái, cái độ phủ rộng của nó ai cũng có thể làm được dẫn câu chuyện là có cáo nhà những con tem mà không có một bộ lọc và dẫn việc là đối với anh thì anh cho rằng đây là một thế hệ đang cực kỳ nguy hiểm Bởi vì rằng là cách tiếp nhận thông tin sẽ quyết định rằng là sau đó các bạn sẽ làm gì tiếp Đúng ạ, cái, cái thế hệ Gen Z của chúng ta kể cả những cái bạn như là thế hệ 9X như của anh đi Mà bây giờ vẫn đang tương tưởng vui vẻ Sau đó là tiếp nhận những thông tin như vậy thì em nghĩ là chuyện xảy ra đúng không? Không phân biệt là đúng sai nữa Bởi rất khó trên mạng bây giờ người ta bảo đọc báo là phải có kiến thức Chứ không có kiến thức là chưa chắc là đã được và bây giờ mạng xã hội cũng thế thôi Đúng rồi Ờ, gần đây em có đọc trong một cuốn sách về marketing của chú philip kotler ừ. thì chú ấy có nói là cái thế hệ của anh em mình là ừ. mình nhìn công nghệ giống như kiểu nó vẫn là một cái gì nó rất tách khỏi mình ấy tức là mình có lựa chọn đi vào thế hệ sau mình là như kiểu từ năm 2000 đổ đi thì các bạn ấy nhìn công nghệ giống như kiểu là một cái một cái cánh tay nối dài thôi ừ. tức là nó không nhất thiết là một phần của thế giới của mình nhưng mà nó tức là sinh ra đã có nhưng mà nó vẫn luôn ở đấy tức là có thể ngắt cũng được ừ. còn mình thì không có cũng chả sao cả đúng rồi nhưng mà cái thế hệ từ 2010 đổ đi thì các bạn sẽ view tất cả mọi thứ ở trên mạng xã hội tất cả mọi content và thế giới thật nó là một tức là các bạn sẽ không thể nào Đúng, chính xác tách bạn ra không tách được tách biệt là được đúng rồi đúng. thực ra bản thân là muốn mà một thế hệ sau yên tâm thì phụ thuộc rất nhiều vào phụ huynh đó phụ huynh phải hướng được con mình xem cái gì như thế nào quản lý kiểm soát theo một cách quy củ anh không muốn những kiểu mẹ anh ngày xưa ấy cấm anh đi chơi điện tử đến khi tôi điện tử về thì làm sao ạ đánh tôi một trận ra trò luôn ờ thế thì em cũng bị hệt này đấy nhưng mà nếu anh sau này anh sẽ không bao giờ cấm con anh trải nghiệm hay chơi gì cả anh sẽ luôn luôn cho con anh được cơ hội được trải nghiệm và bạn ấy sẽ quyết định là ví dụ như bạn ấy ok thích chơi game đi nhưng mà phải đánh đổi tức nghĩa là bạn ấy phải lao động hoặc là phải làm cái điều gì đó ờ, quét nhà đây rồi sau đó sẽ tăng thêm phút để mà cho chơi game chẳng hạn Tức nghĩa là phải hiểu giá trị là mình muốn có được điều mình muốn là mình phải bỏ ra một cái gì đấy xứng đáng chứ không phải là bố mẹ cứ tìm mọi cách để ngăn cấm anh không thích cái kiểu như thế đâu vì càng cấm là nó sẽ tìm mọi cách để nó đạt được nhưng mà theo một cách trí trá càng cấm thì càng tò mò đúng rồi anh ngày xưa thế tôi móc lợn ra để lấy tiền đi trên net mà. Thế <laughs> <laughs> thì um, có một câu này em cực kỳ muốn hỏi anh bởi vì anh có kinh nghiệm ở trên nền tảng YouTube làm sáng tạo nội dung gần như là gấp đôi của em luôn. Ừ. Đến bây giờ thì em cũng có thể phần nào hơi, đấy hơi tự tin là ok mình biết là cái này hiệu quả cái kia không nhưng mà của em là bằng một nửa của anh. Thì em muốn hỏi là trong 15 năm làm sáng tạo nội dung và đặc biệt là YouTube của anh thì liệu anh có để ý thấy một số cái mẫu số chung? Và ví dụ các creator họ đi theo cái mẫu số đấy Ví dụ như kiểu định hướng content này, Hoặc là cá tính này Hoặc là cái một cái tính cách nào đấy Mà giúp họ thành công được về lâu về dài à, Đối với uh, anh thì do là anh cũng phải đào tạo ra những thế hệ mới Thế nên mà cái đầu tiên anh luôn luôn bảo các bạn là Các em phải là chính mình cái đã Các em đừng có bao giờ đóng giả mình là một người khác Và anh bảo rằng là để thành công thì theo anh số 1 là phải hiểu được là tại sao bọn em phải hiểu nhá Bọn em cũng có những người bọn em thích Thì bọn em phải tự trả lời đi Tại sao bọn em thích xem những người khác đúng không ạ? thì số 1 là vì người ta là chính họ em cảm nhận được họ thật người xem bây giờ họ nhạy cảm lắm họ có thể biết một người là đang nhìn script và đọc không có cảm xúc gì và người ta có thể biết được là những ai họ có cái cảm xúc như thế nào và bởi vậy nên họ sẽ cần phải hiểu được cái điều đó biết mình là ai mình phải có sự yêu ghét rõ ràng không nên là kiểu uh, lúc nào cũng cứ lưng chừng giữa quá bởi vì em em thừa hiểu mọi thứ trên cuộc đời này phải có sự đấu tranh đúng không ạ coca pepsi kfc lotte mcdonald rồi burger king Chứ nếu mà bạn lại là một thằng nằm ở giữa sẽ không ai quan tâm bạn là ai cả bạn phải luôn luôn có một cái sự rõ ràng tính cách của mình như thế nào Để tính cách có lập trường riêng đúng rồi và cái thứ hai anh thấy rằng nữa đó là khi mà cái cách mà mình giao tiếp hay là nói chuyện với mọi người ấy, thì mình phải tạo cho cảm giác rằng là mình đang nói chuyện với những người bạn thôi Còn không nên tạo ra một cái khoảng cách bị xa đối với lại người xem Giống kiểu là chúng ta xem Deadpool ấy, đúng không ạ? Tại sao mọi người là nhiều khi phát cuồng lên Deadpool như vậy? Tại vì rằng là tất cả các diễn viên xưa nay tạo mình cảm giác là một sự khoảng cách với lại cái màn ảnh. cho khi Deadpool lại tạo cảm giác là à thằng này nó đang nói chuyện với mình, hai đứa như kiểu hai người bạn với nhau đang nói chuyện với nhau. Thế nên mà anh bảo rằng là chúng ta hãy làm sao mà khi mà mình làm content, mình nói chuyện với người xem để cho mà người ta sẽ không cảm thấy quá xa cách với mình. Đấy, gần gũi. Và cái thứ ba nữa là hãy làm sao mà chuyên tâm vào cái chuyên môn của mình để trở nên một cách tốt nhất. Tại vì uh, anh cũng biết là có một số bạn Ngay cả bản thân anh nhé Anh đã nhận được những cái offer từ rất nhiều Các cái deal, những cái sản phẩm review khác nhau Nhưng anh cũng từ chối Anh từ chối vì anh bảo rằng là Cái này không phải là thế mạnh của em Và nếu mà em lên nói sẽ không khác gì Đi múa rìu qua mắt thợ cả Thế nên mà anh luôn nhắc là mình giỏi cái gì Mình hãy tập trung vào cái đấy Đừng có mà nhận làm lung ta lung tung lên nhận lung tung như thế là người xem chỉ sau một hai lần như vậy sẽ cảm thấy là mình là một thằng cái gì cũng làm, chả có chuyên môn gì cả, sướng ca vô loài. Đấy, thế nên mà đấy là ba điều mà theo anh là quan điểm là quan trọng nhất đối với một người là muốn thành công. Hãy là chính mình, gần gũi với người xem và hãy nên tập trung vào những cái gì mình giỏi nhất, mình mạnh nhất, đừng có nên làm đến khi kiểu mọi, mọi người rất hay đến giai đoạn là tự nhiên bắt đầu kiếm được tiền, bắt đầu làm được cái gì đó. Thế là cái gì đến cũng nhận, nhận hết, nhận hết, nhận hết, tốt xấu như nào cũng đều nhận. Mà nó trở thành một cái điểm xấu nha. Gần đây anh có làm một cái job và anh lên YouTube để anh search cái bài review của cái đó trước và anh ngạc nhiên cái mức này này là cái brief người ta gửi nha cái kênh đó đọc lại từng chữ chính xác của cái brief đi luôn và đến khi anh làm bên đó ép anh cũng phải làm như thế anh bảo anh không đồng ý anh bảo là anh không muốn lại đọc như một cái máy đọc những cái từ hoa mỹ theo kiểu đúng kiểu quảng cáo thế này anh bảo là nó phải có sự thực tế chứ bây giờ cái bắt đọc nhưng mà chính những cái người mà chấp nhận làm câu chuyện đó sẽ trở thành một cái tiền lệ xấu và người ta các nhãn hàng sẽ sinh ra là tao bỏ tiền ra và tao muốn mày phải nói y chang như vậy những người khác nghe tại sao mày không nghe và anh thấy đấy em câu chuyện là bùng nổi về creator ai cũng làm được và rất nhiều bạn trẻ sẽ sẵn sàng đồng ý câu chuyện đó các bạn không quan tâm là kênh phải là chất lượng hay lâu dài đâu bởi vì các bạn đang kiếm được nhưng mà nó sẽ dẫn đến tác động xấu là nhãn hàng nghĩ đứa nào cũng sẽ như thế hết nên mà nhiều khi bây giờ anh làm rất stress vì câu chuyện như vậy nên anh cũng muốn là nghỉ không muốn làm nữa là vì nguyên nhân như thế anh thấy là mọi người bây giờ không xem cái công việc review mà bây giờ phần lớn mọi người đều gọi nhau là gì KOL hoặc là KOC, TikToker, YouTuber này nọ trai chứ không gọi là công việc review review là phải có trải nghiệm, có sự khách quan, có sự trung thực nhưng bây giờ đấy bây giờ chỉ còn mỗi cụm từ KOL và KOC hết thế là xong tèo luôn em cũng hay nhìn vào hai cái KOL và KOC và em nghĩ là từ góc nhìn của nhãn hàng thì họ nhìn KOL và KOC giống như một cái cánh tay hoặc là một cái loa phát thanh chính nối xác, dài là truyền đạt thông tin của họ thôi đúng rồi đúng rồi chứ không phải bọn anh là reviewer là phải họ đưa sản phẩm và bọn anh sẽ truyền đạt thông tin cái sản phẩm đấy nó tốt hay không tốt ở chỗ nào và phù hợp với ai bản chất của việc review không phải là để khen sản phẩm chê sản phẩm hoàn toàn mà cũng không nói sản phẩm là tốt nhất mà là cuối cùng là sau khi các bạn xem xong video các bạn thấy à cái sản phẩm này nó có phù hợp với mình hay không không phù hợp thì mình sẽ phải chọn một cái sản phẩm khác thế thôi đó, nhưng mà nhãn hàng bây giờ họ không có suy nghĩ như vậy bởi vì bây giờ là em thấy là các mô hình mạng xã hội như kiểu là họ tích hợp cả bán hàng ấy cho nên các nhà hàng sẽ làm sao mà ở ờ, mày truyền đạt thông tin để bán hàng được cho tao vậy thôi thôi vỡ alo thật sự mọi không chấp nhận làm việc một bên mà chỉ muốn nói tốt thế nên mà đấy là anh nghĩ một phần là lý do tại sao vào studio anh muốn đi hướng chuyên nghiệp và xây một cái hệ thống để cho tất cả các bạn ở trong công ty đều phải hiểu được cái mindset chung như vậy các bạn nên làm vì cái gì mục đích của kênh Vật Vờ là gì? Là muốn đóng góp một phần đến nhân loại. Có một cái thú vị là nhiều người vẫn cứ hỏi anh nhé. Là sau này thì kiểu là khi anh không làm nữa như nào. Thì anh trả lưu này. Sau này tao chết đó. Trên cái bia mộ của tao không phải khắc mỗi tên nào đâu. Sẽ khắc tất cả những kênh Youtube mà tao đã từng làm. <laughs> con cháu của tao sẽ vào đi xem. cha ngày xưa làm kênh Youtube review được công nghệ hay quá ta. Anh muốn để lại một cái di sản gì đấy. Để sau này anh có chết con cháu anh lên mạng tìm. Vật vờ studio. Trời ơi ông mình ngày xưa review đỉnh quá. Đúng không ạ? Đấy là thực sự cái mong muốn cuối đời của anh. Nên, nên mà mọi sản phẩm anh làm ra anh phải cảm thấy là nó phải đi theo được cái mai đấy nhưng không phải là sau này mình phải xem lại mình phải hổ tẹn với những gì mình làm nhưng mà cái quan điểm cái kiến thức đấy của anh nó đến từ rất nhiều năm làm việc kinh nghiệm và thậm chí em nghĩ là chắc chắn là cả những lỗi sai nữa ừ. nhưng mà khi mà ví dụ anh đưa một bạn mới vào content creator mới anh training bại lên ừ. làm theo ấy nhét được toàn bộ khối kiến thức để thi quỹ sau rất nhiều năm đấy vào một người mới chắc chắn là sẽ có những cái gọi là va chạm về mặt tư tưởng ở đây à, chứ thực ra thì đối với anh ấy thì anh chỉ xây dựng mai cho các bạn thôi anh muốn các bạn hiểu được là cái công việc này là gì? Đây là công việc reviewer chứ đây không phải là KOL, KOC một cách đơn thuần. Reviewer là gì? Anh bảo là đấy, cái 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 kim chỉ nam của anh là anh mong muốn là làm video xong anh được giúp người khác chọn ra sản phẩm phù hợp. Tại vì sao? Rút ra từ sai lầm của mình thôi. Anh đi mua cái chảo chống dính. hồi nói chứ anh không biết cái chảo chống dính nào là chảo chống dính nào. Anh <laughs> lên Google anh đi search ấy. Không phân biệt được các loại chảo chống dính. YouTube không có review đúng không ạ? Thế anh phải đi mua một cái chảo bừa. Rốt là nó sẽ phân ra cái loại là có loại có thể rán cá được và có loại có thể không <cười> <cười> Thế là anh cảm thấy rất là thất vọng Em cũng từng là một người, em đã từng phải mua đồ Và đến bây giờ em rút ra kinh nghiệm là Thôi bây giờ tôi cứ chấp nhận trả tiền đắt hơn một tí rồi tôi mua đồ tốt à, còn hơn Buồn cười lắm Thì đấy là tức nghĩa là qua chính những cái trải nghiệm cuộc sống đấy mới nhận ra là Thế thì mình ở đây, mình cái niềm vui của mình là mình giúp người khác mua được một cái sản phẩm họ không cảm thấy hối hận Thì bởi vậy nên mà anh cũng nói với các bạn là, là đấy, các em khi làm, các em phải cảm thấy vui ấy là niềm vui đây là gì các em có thể giúp một cái người nào đó để khi em ra ngoài đường bảo uầy nhờ có anh mà em đã mua cái điện thoại đúng ưng ý như những gì em muốn anh thấy đấy là một niềm vui anh đã gặp những cái người bác tài chạy grab có thông tin gặp được anh nói chuyện rất là vui vẻ nhiệt tình rồi đi massage này ạ <laughs> <laughs> massage lành mạnh thì đấy các bạn tiếp tân bảo gặp gỡ nói chuyện à, hài lắm hôm trước anh đi một cái club vừa vào đến cửa cái ông cái ông ông quầy lễ tân bảo chứ cái cậu này tôi vừa thấy trên tiktok xong vừa thấy trên youtube xem uh, review một cái ốp lưng mà đã thấy ở đây rồi nói chung là anh vui lắm anh rất thích những cái khoảnh khắc đấy nó rất là nhỏ thôi nhưng mà anh cảm giác rằng là anh đã góp phần tạo nên một cái tác động rất nhỏ trong cuộc đời một ai đó anh có thể giúp họ mua một cái điện thoại ưng ý không họ vui vẻ à, họ chụp ảnh cho vợ con ảnh đẹp vợ con vui gia đình hạnh phúc Đấy. thì nó rõ ràng đấy là có tác động của mình mà đúng không thì đấy là cái niềm vui của anh thế nên anh muốn hướng các bạn là các bạn xác định được đâu là cái thứ đem lại niềm vui và cái ý nghĩa của mình khi làm công việc này để từ đấy nó thành một cái mindset nhân viên của anh vẫn hỏi anh những cái câu đơn giản như là sếp ơi bây giờ họ yêu cầu làm thế này thế kia nhưng em nghĩ em không muốn làm nhưng em cứ hỏi anh cái đã đấy anh bảo em quyết định như thế là đúng em không nên làm vì sao vì sao tất nhiên là anh sẽ không ép các bạn một cái điều gì nhưng mà anh sẽ chỉ cho các bạn là anh luôn, luôn yêu cầu là trước khi hỏi anh các bạn phải có câu trả lời trước rồi anh mới phân tích là cái điều đó em nói là đúng ở đâu và chưa đúng ở đâu chứ anh sẽ không bao giờ muốn là bạn ấy hỏi và anh chỉ là người trả lời bởi vì khi đấy bạn sẽ không bao giờ có một bài học mà các bạn luôn luôn phải có câu trả lời trước khi bạn hỏi anh rồi đó thì thế nên dần dần là anh xây dựng cho tất cả mọi người phải có một mai chung từ uh, reviewer từ content từ um, quay góc cạnh edit dựng mọi thứ các bạn đều chung một cái mindset như vậy từ những cái chia sẻ của anh về việc um để lại một cái di sản cho hậu thế này với cả những cái chia sẻ của anh về việc anh làm việc training các cái bạn creator mới thì em thấy tức là giống như kiểu anh sẽ là một leader ừ. anh sẽ là một người đào tạo những cái thế hệ mới và như kiểu anh cũng có một cái vision rất là rõ về tôi muốn làm gì tôi muốn để lại cái gì cho về sau ừ. vậy thì em muốn hỏi là cái xu hướng tính cách đấy và cái cái gần như là cái vision về mình muốn để lại cái gì cho hậu thế nó đến với anh lúc nào anh nó đến với anh tầm khoảng 4 năm năm nay Uhm, tại vì ngày xưa khi anh làm thì nó chỉ đến từ câu chuyện rằng là anh muốn làm để giúp mọi người thôi chứ còn anh chưa nghĩ về câu chuyện mình sẽ để lại một cái di sản hay để lại một cái gì khác tại vì ngày xưa chủ yếu là mình làm hồi đánh cũng có tim rồi nhưng mà mình chưa trưởng thành đến cái mức đó nhưng mà đến khi bắt đầu là mình có xuất hiện nhiều cái trách nhiệm lên và bắt đầu là khi mà bắt đầu bùng nổ mạng xã hội bắt đầu có quá nhiều content rác thì anh mới nhận ra là không được mình không thể bị lẫn vào trong cái 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 cái, đám đấy, cái đám đông những cái con người mà bắt đầu đổ xô ra bắt đầu đi làm content rồi content rác ngày xưa anh nhớ trên youtube nổi tiếng nhất là một cái đợt là chủ tịch giả nghèo và cái kết bà nội xem cái video tức quá anh nói thật với em cái thời đó anh coi nhá anh cực kỳ thất vọng luôn tại vì cái lần cuối cùng video của anh được lên trending là hồi đấy mà hộp còn iphone x anh vẫn nhớ hồi video công nghệ để lên là trending khó vô cùng luôn anh nhớ là tầm khoảng 3 lần anh đã lên top trending một là con iPhone X hai là một con Oppo Find X là con điện thoại camera thò thụt đầu tiên trên thế giới với lại một cái con với lại một cái video là hướng dẫn xem YouTube khi khóa mà này. ôi <laughs> em có xem cái đấy <laughs> triệu mấy view ấy thì đó là những video hiếm hoi bắt đầu kể vì sau nhé toàn là anh hồi đấy anh mở lên cái top YouTube trending là một là game show hai là bài hát và ba là chủ tịch giảng nghèo và kết kết trời ơi tôi trầm cả mất Thế là còn bây giờ thì em nhận ra là các video giải trí rồi game show up lên YouTube quá nhiều và mình không có cơ hội chen chân vào đấy nữa rồi. Thì khoảng đấy sau khoảng 4 5 năm đấy em nhận ra là mình muốn để lại một cái gì đấy có giá trị thật sự để cho mình vì ngày xưa là còn đua nhau về view. Bây giờ view về công nghệ và mọi thứ nhưng chung nó ngày càng giảm xuống rồi. Thì anh nghĩ rằng là bây giờ thay vì đua nhau về view thì mình muốn để lại câu chuyện rằng là um, những video giải trí rồi nó trở thành quá khứ sẽ không ai xem lại cả sẽ không ai đi tìm lại những cái đấy bởi vì ngày mai sẽ có những cái cách giải trí mới những cái thú vui mới nhưng những video công nghệ có cái sự hoài cổ nhiều năm về sau em muốn mua lại một cái máy sưu tầm bởi vì bản thân anh thế mà anh bắt đầu sưu tầm lại những cái ipod nano này những cái điện thoại xoay những điện trượt từ tầm khoảng mười mấy năm về trước cũng có luôn thì khi đó anh lên youtube anh tìm thì mới nhận ra là à đúng rồi sau này sẽ có những người cũng muốn đi tìm lại những cái lịch sử những cái sản phẩm này họ sẽ đi tìm lại chính video của mình và đấy chính là cái di sản mà anh muốn để lại. Chứ còn anh cảm thấy là cái kiến thức, những cái lượng thông tin mình đưa ra nó sẽ luôn luôn có giá trị trong bất kỳ một khoảng thời gian nào. Sau này kể cả ví dụ loài người tận thế rồi, còn mỗi YouTube là hoạt động thôi. <laughs> người ta muốn xem lại là 500 năm trước loài người dùng cái gì liên lạc với nhau, đúng không ạ? Thì đấy là những cái anh muốn để lại và nó dần dần biến thành một cái kim chỉ nam của anh là mọi sản phẩm mình tạo ra nó phải đi theo một con đường như thế. em oh, cảm ơn chia sẻ của anh. Ở phần sau của buổi nói chuyện này em sẽ muốn đào sâu hơn vào cái quá trình anh quản lý đội ngũ, cái hành trình trở thành một người leader của anh và những câu hỏi mà em nghĩ là không chỉ em mà cả các bạn khán giả cũng sẽ có về quy trình sáng tạo này xong rồi đặc biệt là về làm sáng tạo thì làm kiếm tiền nha bởi vì thời của em bắt đầu thì có một cái câu mà ai cũng nói là chỉ có con nhà giàu thì mới đi làm YouTube thôi. Ờ đúng thật. Giờ vẫn thế. <laughs> Nhưng mà đấy em, em, muốn cũng muốn chia sẻ với mọi người là sẽ luôn có cách để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Ừ. Nhưng mà trước khi đến phần đấy thì anh em mình chuyển qua một cái phần nhẹ nhàng khác là những câu hỏi được từ khán giả. Từ à, cho okay. anh. Ừ. Em xin xin được phép đặt câu hỏi đầu tiên. Được biết anh Vinh làm việc với rất nhiều client. Vậy thì làm sao để anh cân bằng giữa quyền lợi của khách hàng với quyền lợi của nhà hàng khiếp ngay câu hỏi đầu tiên mà đã. À, thực ra có một cái hay nhá. Anh chơi thân với phần lớn của tất cả các nhà hàng lớn nhất ở Việt Nam về mảng di động nhưng mà bọn anh rạch ròi là giữa công việc và cũng như là đời tư. Nên nghĩa là anh chơi thân với mọi người các anh chị đấy là hoàn toàn là đời tư và anh không hề liên quan gì đến công việc. Và để cách xử lý đó là các bạn phải để cho những người khác đứng ra nói chuyện về công việc với những cái đối tác của mình. Anh sẽ có ví dụ như là trợ lý của anh nhà hạn hoặc là một bạn chuyên lo về kinh doanh hoặc là ác cao sẽ chuyên nói về công việc với những người bên kia. Còn lại anh với những anh chị đấy sẽ hoàn toàn nói chuyện đời tư kiểu là có chung những sở thích rồi nói đùa cợt chơi bời hẹn đi chơi với nhau. Thế nên mà anh thấy là để cân bằng thì đơn giản nhất là đừng để dính chuyện riêng tư mối quan hệ giữa hai người bởi vì ngày xưa anh đã từng bị là có một bên agency họ lợi dụng nói chung là ngày xưa mình đần ngày xưa cứ nghĩ người ta tốt với mình hóa là người ta chỉ lợi dụng mình thôi người ta chơi với mình xong anh em về hình đến mức này này job làm được tháng 3 tháng 12 mới thanh toán tiền và đến khi đó anh không nhớ anh làm cái gì cả và người ta trả bao nhiêu anh biết bấy nhiêu Xong người ta còn đi phàn nàn với anh là um, chị thích chơi với em không tại vì là uh, anh chị làm ở bên này bên kia người ta cứ hối chị phải trả tiền đấy kia lớn lên mới biết đúng là phải có nguyên quy định như vậy phải làm hợp đồng trong vòng bao nhiêu ngày phải thanh toán bao nhiêu mình có biết quái ở đâu thế là để cho người ta bịp người ta lừa mình thế từ đó là anh mới nhận ra là không được để cho dính giữa việc là bạn bè chơi với nhau và cũng như là công việc công tư phân minh. Ừ, công tư nó phải thực sự là phân minh. Thế nên mà mối quan hệ của bọn anh được duy trì rất là tốt. Mọi người thậm chí làm từ nhãn hàng này sang nhãn hàng khác vẫn tiếp tục chơi với anh và làm việc với anh. Thì thế nên mà cách tốt nhất là các bạn hãy để cho một người khác đứng ra lo hoàn toàn về việc kinh doanh của mình. Và mình đã là creator thì đừng dính cái chuyện tiền nong rất là mệt. Thank you anh. Câu hỏi thứ hai, đánh đổi lớn nhất của anh Vinh khi phải trở thành một người nổi tiếng là gì? Giai đoạn đầu cái đánh đổi nhất của anh đó là bạn bè Ừ, cái, cái, giai đoạn mà khi mà anh cấp 3 anh có một nhóm bạn chơi rất thân vì bọn anh kiểu ôn thi đại học rồi học cùng với nhau có thứ nhưng khi anh lên đại học thì bắt đầu ngay từ năm đầu anh đi làm thêm rồi anh phải cân bằng là cứ nửa ngày trên trường và nửa ngày đi làm liên tục rồi sau khi mà kết thúc 4 năm đại học thì anh lại phải làm full time ở nhà luôn ờ, cái năm cuối đại học là anh cứ đi học đến 6 rưỡi về Sau đó anh sẽ làm đến 10 rưỡi tối bắt đầu anh mới ăn tối Cái ngày nào cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy trong tầm khoảng là 6 tháng Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy mẹ anh bảo anh ra ngoài đi chơi đi <laughs> anh đẻ ra trên đời anh chưa từng thấy mẹ anh kêu anh đi chơi luôn ngày xưa anh đi chơi mà bảy giờ anh ra khỏi nhà 9 giờ về mà mẹ anh 9 giờ đã gọi là mày đi chơi từ 6 giờ giờ chưa về anh cãi lại là mẹ có xem đồng hồ không bảy giờ có mới đi cơ mà thế mà hồi đó mẹ anh còn phải kêu anh ra ngoài đi chơi vì anh là chỉ có làm việc thôi thế anh mất hoàn toàn kết nối bạn bè anh không có một người bạn thân hay là chơi với ai cả đây là sự đánh đổi rất lớn đối với anh còn bây giờ thì tất nhiên là khi mà đã có sự thành công thì anh nghĩ cái đánh đổi của mình đó là về thời gian anh anh không có đủ thời gian được tại vì anh vừa đóng vai trò creator sau anh vừa phải quản lý định hướng cho công ty sẽ phát triển như thế nào giải quyết rất nhiều vấn đề lặt vặt lặt vặt lặt vặt. nên anh anh cảm giác là một ngày không có đủ để dành cho chính bản thân mình uh, ví dụ như là khoảng 2 tháng gần đây anh chuyển anh lật hoàn toàn cái routine của mình là tầm khoảng chín rưỡi 10 giờ mới đầu đi ngủ và cứ 5 giờ sáng anh sẽ dậy để mà buổi sáng anh dành thời gian đơn giản nhất là việc anh là người rất thích lái xe nhưng mà lái xe buổi tối phát hiện là đông quá người đi đường quá đông và hai là có quá nhiều trẻ trâu hôm đấy 12 giờ đêm anh gặp một toán ở trên đường khâm thiên cho nó cầm phóng cho nó kéo lê trên đường này này thế thôi anh à. ẻ ra quần luôn thế là từ đó anh quyết định là cứ sáng sớm 5 giờ anh phóng ra đường anh đi chơi anh đi lượn trên hồ tây cái thứ tinh 6 giờ về đi đá bắt phở xong rồi làm gì thì làm rồi đi làm em phải à. lối sống rất là lành mạnh ờ, bị thay đổi hoàn toàn luôn đấy tuổi già ập đến khá giống với một người già đó. À. thì đấy là những thứ anh thấy phải, phải đánh đổi rất là nhiều với anh vinh một ngày tuyệt vời của người làm sáng tạo sẽ diễn ra như nào Đấy, 5 giờ sáng anh dậy, anh sẽ lấy xe anh chạy ra đường nẹt bù bò 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 đá mớ phê dọ mấy người chạy bộ. <laughs> sau đó là anh sẽ đi đá một bát phở một bát phở tái, hai trứng trần, hai cái quẩy. Rồi, à, trà đá đúng rồi, tại vì anh nói anh là người không thích uống cà phê, anh không uống cà phê được. Hôm đấy sẽ là một ngày đẹp trời như ngày hôm nay này, ngày hôm nay khá là đẹp trời nha. Sau anh sẽ đến văn phòng, anh gọi một cốc nước ép rau má xong à, đó là anh ngồi xuống, anh sẽ quay video ngay tại bàn luôn anh hiện tại thường anh sẽ quay video tại bàn làm việc của anh luôn à, anh quay video anh thích cái kiểu là quay xong anh quay ra hỏi mọi người xung quanh mọi người sẽ bất chợt trở thành một người trong video của anh không có sự chuẩn bị gì trước anh rất khoái quay kiểu như vậy anh sẽ quay ra ê khôi người ta hỏi mày nhá cái điện thoại này bây giờ này mày có thích không anh à, hôm qua anh quay video bảo ê khôi mày vào đây bắn với tao một trận bắp gì hả? anh quay hoàn toàn một thứ ngẫu nhiên sau khi mà anh làm xong rồi anh sẽ thích đi cà phê anh sẽ muốn một buổi cà phê ngồi um, anh muốn có một buổi nói chuyện chất lượng Thế kiểu là sẽ nói về một cái chủ đề gì đấy. Nó có hoàn toàn có thể không liên quan đến công việc, nó có thể là về giải trí, về phim, về sách, về bất kỳ gì được, nhưng nó phải ở buổi chất lượng. Thường là anh có một đặc điểm là khi anh nói chuyện với mọi người gần anh sẽ không đụng đến điện thoại. Uhm, tại vì anh thấy là công việc của mình hàng ngày mình đã quá cầm điện thoại nhiều rồi. Anh rất không thích khi ngồi với ai đó người ta sẽ thường xuyên cầm điện thoại lên. Bởi vì anh nghĩ rằng là để gặp với nhau bây giờ đấy điều đó là quý giá đúng không ạ? Thì mình ngồi với nhau mình sẽ tập trung vào. Đấy, anh sẽ mua buổi cà phê. Mà anh thích ngồi ở đâu nhá, mà anh phải nhìn thấy được cái xe của mình. <laughs> Đấy, rất khoái như vậy luôn Nên anh sẽ chọn những cái quán cà phê mà sẽ ngồi vỉa hè Sau đó là có thể đậu ô tô thương tinh ở đó Tại vì anh thích ngắm xe qua lại à, Anh thích ngắm ô tô chạy qua lại sẽ có một cái Chứ không Đà. phải là sợ sợ xe mất đúng không? À, không sai ai à, Nếu thế anh đã vào trung tâm thương mại Thì anh thích là kiểu đi ngang qua có một cái xe Ui cái xe này mình thích quá Xong rồi là hai người lại có cái để mà nói với nhau Đấy anh thích như vậy lắm Anh hay gọi là ngắm loài người ấy và đến uh, buổi tối về thì anh muốn kiểu ăn uống nhẹ nhàng ở đấy và anh thích uống uh, một tí rượu nhưng mà sẽ không phải là mấy cái rượu mà mọi người hay uống đâu Mà nó là một cái loại mà chỉ cồn nó chỉ tầm khoảng có 5-6% thôi và nó có vị hoa quả đấy Thì anh thích uống nhẹ nhàng kiểu như vậy à, Xong rồi anh sẽ xem phim, anh rất thích xem phim uh, Anh cũng mua một cái loa sao ba ở nhà sau đó là anh thậm chí anh chỉ cần xem trên laptop cũng được hay là xem tivi nhưng mà anh rất quan trọng về âm thanh đấy nhưng anh đặc biệt quan trọng về âm thanh nha thì đấy mà buổi tối của anh sau đó đi ngủ thế thôi vui vẻ như vậy đấy là điều một ngày tuyệt vời đối với anh rồi nghe siêu hạnh phúc ừ. nhưng mà khó làm lắm mỗi ngày chỉ chỉ được giỏi lắm là một trong số những yếu tố đấy thôi và đỗ xe ô tô ở một chỗ mà ngồi cà phê anh nhìn được cũng khó à thì tất nhiên anh có một cái list những quán cà phê làm được đấy mà có một cái em nhìn thấy ở trong vật vờ studio là mọi người rất là thoải mái quay những cái video vlog này xong rồi review các thứ ở trong công ty thì em muốn hỏi là làm thế nào để mọi người tích hợp được cái yếu tố gọi là ngẫu nhiên và cái sự kiểu thoải mái khi mà có camera chạy liên tục như thế ở trong môi trường làm việc anh nghĩ có thể là do từ anh Tức nghĩa là anh từ trước là anh đã thích cái trò là quay video là anh sẽ rủ mọi người hoàn toàn một cách ngẫu nhiên thôi anh không có một cái chủ đích gì cả kể cả là trai hay gái kể cả bạn có phải là review hay không nha ví dụ như ngày xưa anh hay quay với mấy bạn ác cao Đấy, các bạn đã chỉ làm hành chính văn phòng thôi anh cũng quay cùng với các bạn Sau rồi kiểu mọi người sẽ ứng biến các thứ thôi vui lắm nói chung là bởi vậy nên mà các bạn sẽ nhận ra là trong văn phòng không có ai là quá là thô cứng ở nhà có những bạn nhé thậm chí cũng ngại bị lên hình ấy nhưng mà khi quay cho mọi người cứ cứ chạy bảo, không em không muốn quay em đâu <laughs> rồi chạy mặt em mà. ừ đấy nhưng mà nó lại là một cái sự tự nhiên xong dần dần mọi người cũng quen và anh cũng à cũng bật mí đó là sắp tới Vinh Show sẽ lên một cái series khá là hay đó là anh làm ao ước của anh ấy thử ra rất lâu là anh có hai cái một là anh làm game show anh cảm thấy anh muốn làm cái đó thì sắp tới anh sẽ ra một cái gọi là đấu trường vinh show chắc là sẽ ra tầm khoảng tháng 9 này và anh sẽ lôi toàn bộ nhân viên ở công ty chia thành các cặp để đối đầu với nhau wow. để thử sự ăn ý của mọi người để một phần là training về khả năng teamwork và thứ hai là anh muốn tất cả mọi người đều có cơ hội được lên hình Không phải nhất thiết bạn phải là một reviewer Bạn mới được lên hình Bạn phải là một VJ mới lên hình Anh lôi từ editor, từ hành chính văn phòng cao HR Anh lôi hết lên để cho mọi người có thể chơi Để cho anh muốn được những người ngoài bên kia có thể nhìn thấy Trong một vở studio những con người như thế nào và đồng thời anh sẽ giúp mọi người là biết đâu các bạn vào đây có thể làm một vị trí khác nhưng các bạn ấy khi tìm thấy mình mình cũng thích được lên hình, mình yêu thích công việc này thì đảo vị trí. Quan điểm của anh không phải là bắt mọi người làm việc mà anh sẽ luôn luôn khuyến khích các bạn rằng là các em cảm thấy mình hợp ở đâu, anh sẽ đặt các em vào vị trí đấy. Ngày xưa ví dụ rất nhiều các bạn bây giờ nhá, làm editor ngày xưa vào bên anh là gì, làm thiết kế hay là trước đó là bạn ấy vào viết web, bây giờ lại là làm thiết kế này hay là làm editor, có bạn thì ngày xưa là viết web bây giờ lại là làm bán hàng. Nói chung là anh sẽ điều chỉnh vị trí mọi người đến một cái tầm mà bạn ấy không thể phát triển được nữa, anh sẽ bỏ cuộc. Chứ còn nếu mà bạn ấy làm mà anh cảm thấy là bạn có tiềm năng hơn, anh sẽ luân chuyển vị trí sao cho phù hợp. Ừ, đây cũng là một cái chủ đề mà em sẽ muốn hỏi anh trong một vài câu nữa là cái việc chuyên môn hóa thì có vẻ như cái hướng tiếp cận đấy của anh là thay vì để một người cứ bị cố định trong một cái vị trí Đúng. thì anh sẽ đẩy cho cái người đấy họ có thể làm nhiều thứ khác nhau và anh sẽ lắng nghe xem là bạn ấy thực sự mạnh cái gì, bạn ấy muốn cái gì. Sau đó anh sẽ tạo điều kiện để bạn ấy chuyển sang cái vị trí đó bạn ấy làm Nếu mà không được thì chỉ có thể là do bạn ấy thôi Vì mình đã tạo hết điều kiện rồi Đây là một cái topic mà em cũng rất muốn hỏi này Tại sao anh lại quyết định rời dần Vật vào studio và bạn Dương thay thế anh Và cái quá trình anh đưa bạn Dương lên như thế nào Đấy thì em đã thấy rằng là Cái việc mà anh có cái mindset để lại cái gì đó Đã có tầm khoảng 4-5 năm trước Thì đó cũng là cái giai đoạn anh quyết định anh sẽ bắt đầu chuyển giao Đối với anh anh nhận ra rằng là Mình sẽ chỉ thực sự trở thành một người giỏi Nếu mà mình có thể tạo ra những người giỏi hơn mình còn nếu mà mình là một thằng mà chỉ đơn độc mà phát triển như thế, anh cho rằng như thế đối với anh không phải là giỏi, mà mình phải chỉ dạy được cho người khác những kiến thức của mình, sau đó là giúp họ trở thành cái sự à, người ta đạt được cái sự thành công, có thể là có những gì mà mình đã từng có, thậm chí là vượt xa hơn thế được, thì anh nghĩ khi đó anh có thể nhắm mắt xuôi tay tự hào là anh đã tạo ra một cái thế hệ con người gì đấy, bởi vì em hiểu rồi đấy. À, chúng ta mỗi con người đều có một cái tôi rất là lớn chúng ta sẽ luôn luôn tìm mọi cách bảo vệ cái tôi của mình và đi theo những cái gì mà mình muốn bởi vậy nên để em tác động lên được một cái người khác rất là khó đúng không thế nên, nên mà anh có thể uốn nắn bạn đấy truyền đạt những cái quan điểm của anh và cái mindset của anh để cho bạn ấy đi theo được cái con đường mà anh nghĩ là hợp lý đối với chính bạn ấy và với những gì mà anh đã trải qua Thế nên nên mà khi mà anh làm được điều đấy anh cảm thấy rất là vui Và ngay cả bây giờ những cái cách mà bạn ấy nói với anh hỏi những ý kiến những cái điều thì anh cảm thấy là bạn ấy cũng rất là tôn trọng Bởi vì quan trọng nhất là gì anh phải chứng minh được cho bạn ấy là những gì anh nói là đúng và với quãng thời gian bạn ấy làm việc với anh bạn đã nhận được toàn bộ những cái benefit mà anh đã nói với bạn ấy rồi bạn ấy cũng đã được đi mỹ đi sự kiện ở nước ngoài rồi đi hàn quốc rồi bạn ấy cũng nói chung là bạn có rất nhiều những cái quyền lợi trong quá trình bạn ấy làm và anh đã chứng minh là nếu em làm đúng theo cái hướng này của anh trong bao nhiêu năm nữa em sẽ đạt được cái gì và anh ấy đã chứng minh điều đấy rồi thế nên mà đấy là cái cách mà để anh xây dựng những con người những cái cá nhân mới khi anh phát triển thì lúc mà dương cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên nói chung là anh thấy rằng là anh tin vào câu chuyện là con người chúng ta gặp được nhau là về với nhau hoàn toàn là duyên duyên số hết. À, anh không cái lúc mà mình cứ cố tìm được người làm, hoặc giống như kiểu là các bạn đi tìm người yêu ấy. Các bạn lúc mà cố đi tìm người yêu ấy, các bạn không giờ tìm được người phù hợp. Tại vì sao? Bạn khi đó đã một cái tiêu chuẩn nhất định rồi. Bạn muốn là người này phải thế này, phải thế này, phải thế này. Khi không đạt được cái điều đó bắt đầu bạn cảm thấy thất vọng. Nhưng mà dương hồi đấy là bắt đầu xin vào bên anh để làm thực tập. Sau thằng này gãy chân, thế nó nghỉ một khoảng thời gian rất là dài. Sau nó lại quay lại nó xin nó làm sau một lần đến khi đó thì cũng là anh cũng sẽ tiếp nhận bạn ấy như bình thường thôi. mình nghỉ, thằng anh ấy xưa làm thời gian nghỉ bố nó mất bây giờ quay lại làm quái gì nữa. đấy thì anh bắt đầu để đào tạo bạn ấy. nhưng dần dần anh nhận ra là à bạn ấy có năng lực gì bắt đầu anh điều hướng điều hướng điều chỉnh từ 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 để vào khuôn khổ và mọi thứ làm. tại vì bạn này cũng sẽ vì bạn cũng trẻ bạn sẽ có những cái giai đoạn rất là trẩu làm việc thiếu trách nhiệm này nọ là trai nhưng mà anh cũng phải hướng nắn bạn ấy lại để xem như thế nào bởi vì anh vẫn muốn là sau này sau anh ấy thì sẽ bạn đấy chính là những là người sẽ đi truyền cái năng lượng cái cảm hứng cho những cái bạn reviewer ở thế hệ tương lai nữa bây giờ bọn anh cũng có thêm hai bạn reviewer mới anh cũng đang trong cái quá trình để mà truyền cảm hứng và cũng xây dựng build up các bạn ấy lên với những cái người khác thì mục đích cuối cùng anh là vậy anh sẽ muốn kết thúc cái cuộc đời của mình trong cái công việc này ở một cái giai đoạn nào đó anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cái sự kết thúc đấy rồi và anh muốn là khi mà mình đi thì mình vẫn sẽ để lại cái di sản của mình phải được tiếp nối sau còn in lên bia mộ chứ quay lại bạn Dương thì cái vấn đề mà tìm kiếm một người kiểu một lứa kế cận và tạo đào tạo ra được một người kế nhiệm em nghĩ là một cái rất là quan trọng không chỉ trong việc phát triển một cái brand ở trên YouTube một cái kênh YouTube đâu mà em nghĩ là với bất kỳ một cái business nào vậy thì với anh thì anh lựa chọn một cái người kế nhiệm mà để xét xem là họ có phù hợp hay không thì anh ví dụ anh có những cái tiêu chí nào anh lựa chọn có những cái gì? Cả tài và đức tài và đức à, anh đã gặp một một vài bạn rất có tài nhưng mà không có đức trước đây anh đã gặp một bạn bạn là một người khá là có tài thậm chí là thông minh làm video mọi thứ rất ok nhưng khi làm việc anh thì không làm việc trực tiếp với các bạn đó thì các bạn nhân viên của anh thì bảo rằng em không thích làm việc với bạn này rất không thích vì bạn ấy tỏ ra thái độ rất khó chịu đây bạn ấy mới chỉ đến thử thôi mà bạn ấy kiểu cứ chỉ chó rồi nói này nói kia rất không hay những cái từ rất là nặng lời và bởi vậy nên mà các bạn ấy kêu không thích thì có một hai bạn thì kêu rằng là ừ, nhưng mà mình có thể sửa được bạn đó chứ còn bạn này rất là giỏi nếu bỏ đi sẽ rất là phí thì cuối cùng anh quyết định là để cho mọi người vốt anh nói luôn là anh thì sẽ không bao giờ làm việc trực tiếp với các bạn nhưng các em là những người làm việc trực tiếp nhiều nhất thì anh sẽ để cho các em là người quyết định đấy thì cũng quay trở lại mọi thứ anh làm ở trong công ty là anh sẽ mà những thứ mà tác động đến công việc hàng ngày anh sẽ tôn trọng quyết định mọi người chứ anh không bao giờ áp đặt bất kỳ gì đấy thì công việc thích làm cái gì điều chỉnh và em thích làm việc các bạn mới và em không thích anh cũng hoàn toàn là ủng hộ quan điểm đấy chứ anh không phải là ép là không tao thích thằng này hay là tao thấy thằng này giỏi nhất định phải giữ lại cho tao anh không có quan điểm đấy đâu và bởi vậy nên anh sẽ quan sát một con người rất kỹ từ những chuyện rất nhỏ thì cách là nói chuyện với người khác như thế nào thái độ ra sao và chuyên môn thì dễ kiểm tra rồi chuyên môn thì là thứ dễ kiểm tra nhất nhưng mà con người thì là cái mà khó hiểu nhất nhưng anh có một cái may mắn không hiểu bằng một cách nào từ xưa nay anh luôn luôn có một cái cảm quan về con người khác rất là tốt tức nghĩa là với một ai đó anh cảm thấy là người này anh cảm thấy có gì rất là cận tức nghĩa là anh không có bằng chứng lại nói là người đấy tốt không tốt hay làm trực gì giác sai. đúng không ừ, trực giác của anh thôi chỉ cảm giác là bạn này có một gì nó cấn lắm mà không trả lời được thì y như rằng là, là sẽ có một chuyện gì đấy nó xảy ra thì vì vậy nên càng về sau anh sẽ tin vào cái trực giác đấy của mình thì anh nghĩ là mình có một cái cái cảm biến, radar <laughs> dò người ấy. đấy, thì bởi vậy nên mà anh thấy dương mặc dù nó trổ, nhưng mà anh cảm thấy nó 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 không phải là một người xấu. Bây giờ còn trổ Vẫn trổ. <laughs> đấy, thế nên nó vẫn chưa phát triển được lắm. Dương nhá, à? ừ, chắc chắn rồi. Đấy thì cách khi tuyển vào thì mình chỉ phân tích thôi. Làm thế nào để tuyển được người vào? Thế nên anh tổ chức cuộc thi giờ review là tức nghĩa là cái thằng Linh khốn nạn à, nó dám lấy tên là giờ review <laughs> cái 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 giờ review là anh lập ra trước nó thằng khốn đấy. Ngày xưa nó là tên kênh nó khác mà Xong nó mới đổi hình The Reviewer à. Nhưng mà chương trình của anh thì tên là giờ Review Thì sao bảo là, là anh lập được cuộc thi đó Để tổ chức cuộc thi để lọc ngay từ đầu vào Rồi đến những cái vòng cuối bắt đầu anh xem xem về thái độ được cái thương tinh rồi anh mới quyết định là anh sẽ chọn ai anh có rất nhiều những cái bước khác nhau và những cái gọi là ở cách khác nhau để thẩm định một người xem mà người này có phù Đúng hợp Đúng rồi, tại vì khi mà bạn ấy lên kênh bạn ấy sẽ chính là cái bộ mặt mà... của studio Chính xác Và bạn ấy là đại diện cho toàn bộ cái bộ máy đứng ở phía sau là từ content editor các thứ hướng tinh rồi thì làm sao mà có thể chọn bừa một người về cái thái độ hay là cái gì đấy không tốt nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Hả? em thấy vật vào studio là có siêu nhiều subscribers đến bây giờ là phải gần 3 triệu rồi hai ừ, triệu ba mấy hai triệu ba mấy em có check thì em thấy mọi người còn có, có cả hơn 1 tỷ lượt views là nhiều kinh khủng khiếp em muốn hỏi là trong quá trình làm việc mọi người có bao giờ đặt những cái con số nhất định ví dụ như kiểu về view hoặc là về tần suất lên video hoặc là về doanh thu các thứ lên làm một cái mục tiêu định hướng không hay là mọi người sẽ kết hợp nó với những thứ khác nữa kim kim chỉ nam trên đường đi của mọi người sẽ là gì nếu mà dựa trên những yếu tố vừa nói nhá thì nó sẽ đến từ view tức nghĩa là view của các video tại vì cái cái ngành của bọn anh đã có một cái đặc thù này này đó là bọn anh vì làm về công nghệ nó sẽ bao gồm là từ điện thoại này laptop này robot hút bụi này máy giặt này điều hòa này xe điện này máy lọc không khí mẹ ơi nó nhiều <laughs> thì thôi để chia theo category thì nó sẽ không đúng không có mobile device, có laptop và những thiết bị smart home. Tức là trong một cái thị trường to là công nghệ thì nó cũng chia nhiều cái thị trường nhỏ khác nhau. Ừ, thì do là mình cái công nghệ mình sẽ cover toàn bộ đúng không? Thì bọn anh sẽ đưa trạng thái là có những video làm view nó rất thấp, cực kỳ thấp. Tại vì sao? Người dùng không quan tâm về nó nữa. Cụ thể như kiểu là robot hút bụi, máy hút bụi, máy lọc không khí. Ngày xưa bọn anh làm tầm khoảng 3-4 năm trước view cao khủng khiếp. Tại vì sao? Thì điểm đấy vừa mới phát sinh ra robot hút bụi Mọi người còn chưa biết robot hút bụi là cái gì Nhưng mà bây giờ đấy lại là do các hãng Trung Quốc Họ chỉ cần ngày hôm nay em sản xuất ra cái, cái máy robot bụi này có tính năng lau rẻ, giặt rẻ, sấy rẻ Ba ngày sau sẽ có một ông Trung Quốc ra cái máy y chang như vậy và mức giá chỉ chênh một chút xíu Bắt đầu cứ ngày càng như vậy Thế là bây giờ ví dụ ngày xưa video robot bụi lên đến cả vài trăm nghìn view Bây giờ giỏi lắm được vài nghìn cái sự tranh lệch của nó lớn khủng khiếp luôn tức là cái guồng của nó cũng xoáy kinh khủng khiếp tại vì nó phát triển quá nhanh em ạ à. cái độ bão hòa của sản phẩm nó nó tan ra một cách khủng khiếp luôn chỉ trong vòng 2 năm là các hãng công nghệ bằng nhau hết hay đơn giản như cái đồng hồ em đang đeo đồng hồ smartwatch này cũng là một cái thị trường bão hòa nhanh một cách chóng mặt bây giờ em mua bất kỳ một cái đồng hồ nào thậm chí chỉ một triệu đã có đo nhịp tim đo giấc ngủ nồng độ oxy trong máu nghe gọi nhắn tin trả lời cuộc của... gọi nói chung là nó có tất cả mọi thứ từ cái đồng hồ một triệu cho cái đồng hồ 20 triệu cũng làm được nhiễu việc là người ta cũng không xem và không quan tâm nữa, bởi vì người ta bỏ tiền ra mua quá dễ người ta không phải quyết định, bởi vậy nên là B bọn anh sẽ đặt lượt view nhưng mà theo category và bọn anh cũng sẽ dành thời gian phân phối cái sự đầu tư nội dung của mình sao cho phù hợp. ví dụ như những sản phẩm hot, những sản phẩm nhiều người xem, biết chắc chắn là người ta sẽ coi nhiều, mình phải dành thời gian đầu tư content hình ảnh mọi thứ thật chỉnh chu. Với những cái sản phẩm như kiểu mà ít người xem, tại vì bản thân anh trải qua, anh đã cố làm những content cực kỳ sáng tạo, cuối cuộc cũng không ai xem. Thế mới nhận ra là à, Đấy, mấu chốt vẫn sẽ nằm ở sản phẩm thôi Em có làm sản phẩm vui đến cỡ nào Nhưng do nó không phải là giải trí Người ta vẫn cần phải xem về sản phẩm mà Không phải là cái người ta quan tâm người ta không có. Em nghĩ xem bây giờ review cái chảo em có coi không? À, không Anh sẽ không Anh không có nhu cầu mua cái chảo Anh mua thì anh mới đi tìm chứ Đúng không? Và robot hút bụi là gì? Em mua, nhà em dùng phải 4-5 năm may ra Lúc đấy em lại đổi chứ làm gì có ai mà À, tháng này ra robot hút bụi rồi Nhà mình mới có 5 cái, mình phải mua thêm cái thứ sáu thôi làm gì có chuyện đấy Điện thoại em còn mua Xong rồi em pass lại cho con cháu Bạn bè gì em Thậm chí em để cho cháu em ở nhà dùng cũng được Chả ai đi mua robot bụi nhiều đến như thế Đúng không ạ Nhưng bọn anh lại phải phân ra rồi, Cái sản phẩm này ít người coi Thôi cứ làm đầy đủ thông tin và chính xác là được Không cần phải đầu tư cầu kỳ làm thật vui làm thật là khác biệt, làm thật là ấn tượng nữa Bởi vì nó hoàn toàn vô nghĩa đối với người xem Thế Lúc đấy vẫn là bài toán liên quan đến kinh tế Tức là dồn, ừ. dồn, dồn nguồn lực các thứ vào Đúng rồi, phân phối nguồn nào. lực sao cho phù hợp Để cho mà mình xử lý Và mình sẽ đặt target về lượng view Tùy theo các cái category về sản phẩm khác nhau Ví dụ như em làm điện thoại Thì xong mấy hôm phải được bao nhiêu bao nhiêu nghìn view Em làm về robot bụi làm kia thì ok Mức view này là chấp nhận được Đấy thì anh sẽ đặt như vậy chứ còn anh thì lại không đặt là target là phải kiếm được bao nhiêu tiền up phải bao nhiêu video một tháng anh chẳng có cái đó đâu anh chỉ muốn làm sao mà mình phải cover được những cái thông tin về sản phẩm mới mình phải có những cái bài đánh giá là sao cho nó kịp thời đừng quá chậm trễ với thị trường nếu chậm thì bọn em phải cho anh một cái góc nhìn hay là một cái sự đánh giá là nó đủ sâu và thú vị đấy quan điểm của anh về làm việc thì nó sẽ là như vậy gần đây em có xem được một cái report của Nielsen nó thống kê là một mình YouTube đang chiếm khoảng cái thị phần thời gian xem ở trên tv ừ. người đứng thứ hai là netflix với cả 8,4% tức là đó là một cái minh chứng cho việc là youtube bây giờ nó đang gần như là nó đi vào cái địa hạt của truyền hình rồi ừ. tức là người ta mấy năm trước là mấy anh em còn thấy mấy cái khái niệm như kiểu netflix trên chiêu nó rất là nổi tiếng đúng rồi. nhưng mà em giảm cá là bây giờ mọi người mở tv ra là mọi người sẽ mở youtube ừ. vậy thì anh đánh giá về cái xu hướng chuyển dịch đấy như nào tức là content hồi trước thời, thời em làm chẳng hạn là sẽ tôi làm là để xem trên điện thoại laptop ừ, và thứ đó xong nhưng mà bây giờ rõ ràng là cái xu hướng chuyển dịch là xem trên TV và thậm chí là xem trên những cái màn hình TV rất là to. À, thật ra đấy cũng là một cái câu chuyện rất là hay nhá khi mà có TikTok ấy, sao mọi người cứ bảo anh là sao anh không tập trung làm TikTok, anh bảo không, tôi không tập trung làm TikTok. Bởi vì các bạn thường nghĩ, à, tức nghĩa là khi đó mình mới bảo các bạn là à, nghĩ xem nhá, có ai mở TV lên để mà xem TikTok không? Có ai mở cái laptop lên để mà cày TikTok không ạ? Rồi à, tại vì nó là dạng đấy. dọc đúng không? Và anh bảo là này. Chừng nào tất cả cái thiết bị tiêu thụ content dạng ngang chết rồi ấy Thì tôi sẽ tập trung vào tiktok Theo dạng content dọc Còn TV và mọi thứ vẫn đang bán Tôi sẽ luôn luôn tập trung vào dạng video dài Bởi vì nó sẽ là thứ bền vững nhất Lâu dài nhất Nó sẽ không chết được Nhưng mà cái dạng content tiêu thụ dạng dọc ấy anh nghĩ sau này sẽ có một sự biến chuyển nhất định nó Anh nghĩ nó sẽ không đứng ở vị thế Đến nó mãi đâu Thật sự luôn Nó có thể là một cái trào lưu Một cái sự hào hứng Một sự vui thích Nhưng đến một cái giai đoạn nào đó con người ta lại bắt đầu sống chậm lại thì nó sẽ lại quay trở về cái dạng content dài, nó sẽ lại bắt đầu lại trở nên lấy lại được cái vị thế của mình đây là cái góc nhìn của anh thôi à, tại vì ngay bây giờ cái cái video của một cái bạn mà anh rất thích anh kể ban đầu ấy bạn đấy làm dạng dọc ở trên tiktok nha nhưng bạn video làm rất dài và làm video dài lắm bạn không làm video ngắn đâu và anh thích xem video dài hơn so với video ngắn thế nên mà anh vẫn tin tưởng vào cái dạng dài kia và cái thứ hai tại sao anh anh làm game show cũng là nguyên nhân này này đó là đợt ngày xưa bắt đầu là các nền tảng theo kiểu của Viettel nó có MyTV TV hay là rất nhiều MyClip Họ bắt đầu họ đi mua lại những cái video của các cái kênh làm hài như kiểu của Pháp TV cái thứ ấy. Họ chiếu độc quyền những cái tập đó ở trên cái nền tảng xem trực tuyến của mình tập Vẫn là trên thiết bị di động thôi Đấy là lý do tại sao vật vờ studio anh đi theo hướng chuyên nghiệp ấy Vì anh tin rằng là mọi người sẽ xem trên TV này Và ngoài ra sau này hoàn toàn những cái video chuyên nghiệp của mình có cơ hội sẽ được các nền tảng khác họ sẽ mua lại Họ sẽ phát độc quyền ở trên đó Thế nên mình phải làm chín chu làm ngon lành để đến khi đó mình sẽ được chạm đến những cái nền tảng và những cái cách xem khác nhau nữa nên mà anh thấy đây là một cái trào lưu nhưng mà việt nam chưa tới bởi vì sao ngay cả việc là mua youtube premium subscription ủng hộ thì của mình đang còn rất là kém nên mà mình chắc phải chờ rất 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 nhiều năm có khi phải đấy với thế hệ những reviewer khác may ra mới có cửa là để đặt chân lên netflix hay những cái nền tảng một cách chính thức hơn nhưng anh vẫn tin là sản phẩm làm chất lượng chúng ta sẽ có rất nhiều cách sau này để mà phân phối cũng như là tiêu thụ cái xu hướng chuyển dịch đấy thật ra cũng là một cái mà cá nhân em cũng nhìn thấy tức là ở trên YouTube thì có một, một số kênh như kiểu Vox chẳng hạn nó rất là nổi tiếng với những cái video phân tích về chính trị này à. sau sau lịch sử các thứ họ làm họ làm cái chất lượng nội dung và chất lượng edit rất là tốt và về sau là Netflix là trả tiền cho họ để sản xuất hẳn một cái series tên là Explain ở trên Netflix ừ. rõ ràng là đang có một cái xu hướng chuyển dịch là nếu mà bạn làm một nhà sáng tạo nội dung tốt mà theo cái format như kiểu từng cái show một thì bạn có thể gần như là coi youtube như kiểu một cánh cửa đầu tiên bạn đẩy ra trước xong nếu bạn có thực lực bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm thật sự tốt thì bạn có thể đi một nơi thật ra đấy cũng là một cái mà em đang muốn hướng đến tức là em nghĩ là creator về sau nó sẽ không chỉ bị giới hạn ở một hoặc một vài nền tảng đâu mà họ có thể làm đa đa nền tảng khác nhau và thậm chí là em còn có một ước mơ lớn hơn một tí là content creator ở Việt Nam có thể đâm xuyên thủng ra quốc tế Tức là nó không còn có rào cản về ngôn ngữ nữa Đặc biệt là với sự phát triển AI bây giờ thì Em nghĩ là cái việc kiểu dịch lại một cái video Chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh nó rất là đơn giản Em vẫn muốn là kiểu làm thế nào để mình có thể làm content ra người nước ngoài Cho người nước ngoài biết về sự tồn tại và cái khả năng cái thực lực của Việt Nam như thế nào ấy Thì đấy, nhưng mà nó em nghĩ là nó vẫn là một ước mơ khá là xa phải Phụ thuộc vào cái thị trường ở Việt Nam mình trước đã Mọi người phải nâng cấp được cái khả năng tiêu thụ đã Chính xác Thế thì em nghĩ đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho buổi podcast mà em thấy siêu thú vị và siêu hay đầy năng lượng này thì anh đã gắn bó với YouTube 15 năm rồi. Thì em muốn biết là cái động lực lớn nhất khiến anh đi cùng với YouTube suốt thời gian qua là gì? Thế là động lực lớn nhất đối với anh đó là vì cái niềm tin là về cái việc là YouTube vẫn sẽ là một cái sân chơi cái dạng video dài tốt nhất trên thế giới. Uh, chúng ta đều đã biết là Facebook cũng có video đúng không ạ? Uh, uh, ma nào xem. <cười> Xong <cười> TikTok thì là quá nổi với dạng video dọc. Nhưng mà đối với anh thì YouTube anh vẫn là ưu tiên số một bởi vì ít nhất là tất cả mọi thứ anh có thể tìm trên YouTube rất là dễ. Còn những nền tảng khác từ Facebook, từ TikTok tìm anh có thể dùng từ là đần. Tại sao anh dùng từ đần? Bởi vì nó đần thật. Anh mỗi lần đi du lịch nhé, anh sẽ search là vượng trường ngày hôm qua. Anh rất thèm cơm đang dưa bò. Anh lên TikTok anh tìm không ra được một cái cái video nào chuẩn để đi ăn cơm rang dưa bò theo ý của anh muốn hay kiểu là anh search cơm rang dưa bò Thanh Xuân toàn ra cái cái gì ấy mà nhá, những video nhiều view nhá, có sao không xuất hiện. Mà toàn xuất hiện mấy cái video liều tiều ở đâu ra, ấy. nói chung là bực lắm. Facebook thì chịu. Anh search cơm rang dưa bò nhá, sao anh chọn phần bài viết nó ra toàn bài viết của anh từ ngày xưa mà không liên quan gì đến cơm rang dưa bò. <laughs> Nga nó ngao thế cái chứ. Còn YouTube thì rất dễ. <laughs> Bất kỳ nội dung nào anh tìm, anh đều có câu trả lời chính xác từ YouTube những thứ anh muốn. Thế nên anh vẫn sẽ trung thành với Youtube Bởi vì anh tin là giá trị khi mình để lại Cái những người khác có thể tìm kiếm những cái video của mình một cách dễ dàng Những nền tảng khác anh không tin vào điều đó Từ phía của em, nếu em được chia sẻ về cái này thì Em nghĩ là em vẫn sẽ gắn bó với Youtube bởi vì Em từ nhỏ đến giờ em luôn muốn làm phim Và em nghĩ là em bị tư duy theo cái hướng đấy rất là nhiều Và chỉ có Youtube mới cho em một cái sân chơi mà những cái sản phẩm em làm ra nó sát nhất là phim Chính xác, thì cũng như vậy Anh là một người muốn làm là để lại giá trị lâu dài đúng không? thì anh tin là chỉ có YouTube mới có thể giúp anh là để lại cái giá trị lâu bền nhất. giống như kiểu thỉnh thoảng, em không biết, em không biết những nền tảng khác vận hành như nào bởi vì thật ra là em có đúng YouTube để em xem video rồi. thì anh hoàn toàn có thể được gợi ý một cái video làm từ mười mấy năm trước ở trên YouTube. Ừ. tức là nó sẽ luôn có những cái luồng traffic kiểu mới nó được đẩy với những cái sản phẩm cũ mà tốt và em không thấy cái đấy nó xuất hiện ở trên những cái nền tảng khác. không có trên các nền tảng khác đúng rồi chính xác hoàn toàn. tức là nó cũng khiến em có niềm tin vào việc nếu mà tôi cứ chỉ việc tập trung làm những sản phẩm tốt nhất có thể thì đến một ngày nào đấy nó sẽ chạm ở đến nó nơi sẽ dùng đến cần thôi. đúng không? Đúng rồi. Ừ, Ví dụ gần đây khoảng một tháng trước có một cái case của một anh rapper ở bên Ấn Độ tên là Hanuman Kai tức là anh ấy làm anh ấy làm rap anh ấy làm nhạc ở trên YouTube rất lâu rồi phải 4 5 năm rồi. Và tất cả các video của anh ấy đều đẹp đẹp. Xong rồi tự nhiên có một cái video music video gần nhất anh ấy lên nó viral 20 triệu và toàn bộ sự nghiệp của anh ấy phát lên luôn. Ừ, ok, anh là nó chỉ cần đó. đúng một cái video mà tốt nó chạm đến đúng ừ, tiềm khán giả. Đúng, là đúng, cả đúng, sự đúng. nghiệp tất cả mọi thứ làm trước đấy là gần như là được gặt quả luôn. Em rất là ngưỡng mộ cái sự kiên trì và bền bỉ của bạn ý và bạn ý gắn bó liên tục và vẫn làm music video sau 4 năm. Gần như là rất ít người xem sau rồi đến bùng một phát. Đấy, thế nên các bạn đã có động lực rồi đấy. Các bạn <laughs> hãy làm đi. À, nói chung là cũng quay lại cái câu nhanh nó bắt đầu. Chúng ta sẽ làm vì đam mê của mình trước đã. Vì chỉ có đam mê mới nuôi dưỡng mình là tiếp tục cố gắng. Còn ngay từ đầu xem nó là một công việc để mà thành công để nổi tiếng để kiếm tiền thì các bạn sẽ rất nhanh chóng bỏ cuộc. Bởi vì cái đó nó không dễ dàng đến với bất kể cả ai Trước khi làm các bạn chỉ cần phân tích như này, này Có 1.000 thằng làm Tại sao lại có một thằng nổi tiếng nhất Mà không phải là có 999 thằng nổi tiếng Và một thằng thất bại Đúng không ạ? Thế nên mà hãy nhìn vào đó để xem Và đặt ra cho mình một cái tiêu chí sao tôi phù hợp Đừng nên cứ nhìn vào thằng thành công Và mong muốn là ngay khi mình làm sẽ thành công được như thế Bởi vì ngoài bạn ra có vài nghìn thằng khác cũng đang chuẩn bị trạng thái là nhảy vào đây đấy đúng chính xác giống như kiểu thi vào đại học rồi. ờ à, đấy đúng rồi tỷ lệ chọn nó cao mà chính xác. ok uh, vậy là buổi nói chuyện cũng đã kết thúc ở đây rồi cảm ơn anh Vinh rất à. nhiều vì đã nhận lời và cảm ơn Linh cũng như Spider Room đã mời mình đến tham dự buổi podcast này cảm ơn các bạn đã xem xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.